Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Đầu tiên mình sẽ đặt z bằng a cộng bi và w bằng c cộng di. Bây giờ chúng ta sẽ xét ba cái cục đầu tiên. Thì chúng ta thấy cái cục này vào đây. Cục này sẽ là 2a cộng 2bi. Ở đây có z gạch đầu, chúng ta sẽ có a trừ bi. Bây giờ chúng ta thế cục này vào đây luôn. Và cục này vào đây luôn. Ở đây chúng ta sẽ có C trừ DI. Sau đó chúng ta sắp xếp phần thật và phần ảo. Thì chúng ta sẽ có A cộng C là phần thật. Và B cộng D là phần ảo. Tương tự bên đây. Và bên đây cũng làm tương tự luôn. Trừ 3 nhân với trừ D là cộng 3. Và chúng ta áp dụng mô đun của số phức thì chúng ta sẽ có như thế này. Phần thật tất cả bình phương cộng phần ảo tất cả bình phương. Tiếp tục cục kia cũng làm y chang vậy luôn. Bên đây cũng vậy. Tiếp tục chúng ta biến đổi cục này luôn. Và bây giờ mình cũng tách ra hết luôn. Bên đây cũng vậy. Chúng ta biết y bình phương đó là trừ 1 của số phức, như vậy dấu trừ với dấu trừ thành dấu cộng. Bây giờ chúng ta có AD với trừ AD, chúng ta loại BC với BC cùng loại luôn, như vậy phần ảo mất hết. Như vậy chúng ta sẽ có 2AC cộng 2BD. Như vậy mình phải đi tìm giá trị AC cộng BD trong ba cái cục phương trình này là chúng ta xong bài. Đầu tiên chúng ta bình phương cho hai bên để bỏ cái căn bậc 2. Sau đó mọi người tách ra hết thì nó sẽ là như thế này.
tương tự cục dưới cũng tách ra luôn. Và tương tự cục này luôn. Bây giờ mình sẽ đặt ẩn, đó chính là A lớn sẽ bằng A bình phương cộng C bình phương, B lớn đó chính là B bình phương cộng D bình phương, và C lớn sẽ bằng AC cộng BD. Và bây giờ chúng ta lập một hệ phương trình ba ẩn số, và chúng ta sẽ nhìn vào cái số của nó là và là chúng ta sẽ lập được cái phương trình ngay thôi. Bây giờ A bình phương với C bình phương chúng ta có A lớn nè. B bình phương với D bình phương là B lớn nè. Đây là 2, 2 nè. Tiếp tục chúng ta có 4 A lớn nè và 4 B lớn nè. Hello, 1 B lớn thôi. Và 4C bằng 17. Tiếp tục chúng ta có 1 A lớn nè cộng với lại 9 B lớn trừ 6C bằng 146. Dùng máy tính Casio bấm cái cục này ra thì chúng ta chỉ cần tính cái C thôi, đó chính là trừ 4. Như vậy chúng ta lấy trừ 4 này nhân vào số 2, chúng ta ra trừ 8. Đáp án câu D. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.